Một mình thôi, không có ai chụp hình, không có ai quay phim giùm. Lâu lâu cứ để cái máy xuống xong vậy bộ đi 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 đi. Người ta nhìn quá trời luôn. Đẹp quá ha mọi người. Nói chung là ra đây thấy mùa vắng, đi giữa đường cái ngư dân á, không có nhiều người chơi hơi cũng buồn, nhưng mà ra thấy biển cái đẹp. Tưởng là hồi nãy là đi còn chưa chữa chưa tới, chắc cái khu bên này đẹp quá hơn. Xanh nè. Mà được tắm được ở lại, có resort cho nên nó khác, cái biển hơi thích là Similan. Similan tôi nghĩ là đẹp nhất Thái Lan, đá nó đẹp lắm. Còn cái này là nó làm khu dân cư luôn, mình ở được resort nó đẹp. Người Thái Lan thích nhất là tại vì nó có resort, những cái resort hàng sang đó, ở đây là được ở lại nghỉ dưỡng cho nên là nó đẹp, cũng là thuộc dạng đẹp nhất mà được ở lại. Còn cái kia là bảo tồn của thiên nhiên luôn rồi, Similan đó, của quốc gia luôn. Mùa này không có nhiều thuyền chở đi mấy cái đảo khác. Ô, biển xanh đẹp quá mọi người ơi, xanh. Có người chơi kayak kìa. Gia đình chơi. Hello. Hello. Xin chào Việt Nam. From Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Hello. Ồ, lên lên rưa. Ồ, có con chó dễ thương quá. Mã nè, mánh cạch mấy khắp. Xin lỗi. Cạch là trắng á mọi người, tiếng Thái á, chứ không phải dùng nó tục nha. Sao dưa trong nó mà. Mang đi. Bamboo, bamboo, bamboo. Con chó nè. Bamboo, bamboo, bamboo. Ô, na lắc chăng hả? Thả mánh xanh xanh na lắc hơn. Cái chân nó ngắn ngắn vậy. Cái chân nó ngắn ngắn vậy thương. Quay nám, con chó này thích bơi, con chó này thích bơi. Quay mấy thanh hả? Quay mấy bên hả? Nè, đi thôi. Em ơi. Ha, bà chó thích bơi, coi bà bơi nè. Bà chó bơi dễ thương. Bà chó bơi dễ thương quá à. Rồi đẹp quá ha, biển đẹp quá, nhìn trong cái tivi kìa. Ồ, đẹp quá mọi người ơi. Này người yêu dấu ơi, em đã nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh với nắng vàng, em đẹp như ngàn năm cổ tích. Tình yêu em vẫn mái tóc của anh, hãy nói những ước muốn của đời mình, hạnh phúc sẽ mãi mãi là tuyệt vời với em. Khi về biển là lúc nào Huy cũng hát bài hát vậy đó, sóng biển, về với sóng biển, và có người yêu, tưởng tượng mình có người yêu, mình đi chơi một mình cũng vui vậy đúng không mọi người. Wow, người ta ngồi uống bia với con chó. Con chó này tên là Bamboo đó mọi người. Bamboo, Bamboo, Bamboo. Bamboo. Hello Bamboo. Bamboo, Bamboo, Bamboo. Bamboo sắp quay nám. Ồ, sắp kìm bia. Không, sắp kìm bia. Kìm con chó hết luôn. Wow, cái không gian này, resort này mọi người. Hả? Anh ấy khoảng khoảng resort hả? Chín hả? Cuốn thăm ngàn thì ní hả? Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Cảm ơn bạn. Mình cao. Người ta kêu Huy là chơi được cái thuyền này. Lên lên. Người ta thấy Huy đi một mình đó, người ta kêu cha chơi thuyền với em bạn con của người ta, với là cha chơi với con chó. Con chó là tên là Bamboo á mọi người. Bamboo, Bamboo, Bamboo. Mấy cái nhà ở trên đây là cái resort cao cấp nên có hướng biển nè.
tránh lên thôi. Con bu, con bu. Bây giờ hai cái lên nam này, không cho em. Bambu này, con chó, con chị này nè mọi người. Bác đem bơ mấy cả. ไปแล้วพี่ไปแคปรูปน่าจะสวยกว่าได้นึก rất là trong nha mọi người. Ô con chó này mọi người. Bamboo. Bamboo. Con chó thích bơi, con chó thích bơi, con chó của chị này nè. Lên nám ơi, lên nám. Nước rất là trong, thấy cái nguồn bơi của Huy màu cam mà dưới nước luôn ha. Wow, bơi. Aquafina 70% cơ thể là nước. Nước muối của biển rất là tự nhiên đó mọi người, nước trong ha, nám sảy má con. Anh ít tham gia chat thôi. Sủi mát lấy đi tao nha. Chưa hả? Chạy. Bambu, bambu, bambu. บัมปูมามานี่ดูแล้วเฮ้ยให้เขาดีใจแต่ว่าเราไม่รู้แม่บุ๊คคัมออนเฮ้ยเธอนั้นเป็นลูกเบามันนะเว็บแดกสีหันใบไม่เกิดสวยใจอย่างแรงเฮ้ยเธอมารู้มาว่าแต่ไหนมาทำให้สวยงามแล้วร้องไห้อย่างแรง Rồi giặt xếp đến không bay xa, bay xa. Leo lên cặp hơn hoa rắc, tề mắn có rêu cân bay. Ai buộc bu sai thì cười nên, chẳng thằng con tông vượt bao ai con. Bro Tony. Đây, Huy và bé này. Con chứa là khóc. Phá giang mi mồn. Phá giang mi quanh láng. Kim tan, sẽ là sáng nay khi nghe mây mì thẳng. Phòng nước thương hệt can, toàn khi ra căn. Quang nguyên im nay hóa chạy. Giác bọc tua em, lươm khâu sắc thì leo mì mày. Tò tò, con đoán tò, leo mì mày. Léo mi mày á. À, bé này tên Phá cho nên là có một cái bài hát ở bên này là tình yêu không bao giờ đổi thay á, là rất may dòm điền plan đó, có nghĩa là Phá dân mi mồn là mặt trời có thể mồn, có thể mây bụi đồ dạng như vậy á mọi người. Rồi thí dụ mà trúng số là xài lạc dân mi kinh thèn, là xài lạc dân mi kinh bàn, có nghĩa là lottery ha, xài lạc men. Oh man, là con nhum á, con nhum á mọi người. Con nhum ăn sushi mắc lắm á hông. Thèm mắc. Ồ, con nhum á mọi người, con nhum mắc lắm á. Ăn sushi là giá của nó là có thể trên trời á. Còn nhưng mà nó ở dưới nước. Nó ở dưới nước mà nó giá trên trời, nước nước trong veo luôn. Bé này kêu là ở đây á là nhìn qua sunset là đẹp nhất ở chỗ cái biển này. Đó, con nhum này mọi người, đó con nhum á. Wow, sủi mắt lên. น้ำใสมากเลยแต่คนอยู่นี้บอกว่าไม่ใช่จวงมาใสที่สุดอืมและจัวฝ่ายแหละคือมูเด็ดที่สุด2 2ซีซั่นคือมูในมูมื้อมันวังเด็ดอยู่เท่านี้ đó mọi người. Bé đó kêu là Huy đang ở bên đó chơi, bé đó giúp Huy chụp hình. Bé nó nói chơi đi chụp hình đi. Xong rồi bé nó kêu là đi qua bên bờ bên kia luôn để ngắm bên mình đẹp nhất. Gan rồi luôn á, tôi cũng gan, tôi leo lên không có phao bảo hộ gì hết, tôi ngồi đi giữa biển vậy luôn mọi người. Qua bên kia luôn. Bây giờ bà chở qua bên kia luôn trời. Bà đây bà cũng gan trời đánh luôn. Tôi cũng gan trời đánh. Phá dân mình muốn. Phá. Bà tên trời mẹ, ở bên đây bà tên bầu trời. Tên của bà là bầu trời. Bấm bọc qua cuốn chữ phá. Nếu có cuốn ta cuốn cơ là cuốn dũng cảm á, khoam ta chứ mấy. Brayful ba xã ăn ba xã Thái bút chẳng ai khắp. Khẳng len hả? Brayful hả? Mấy sai khoam ta hả? Ồ. À lại đó.
Prayful. Khi lên đó. Ok mấy bạn lại khó quá, bỏ qua đi mọi người, cái quên cái chữ táo rồi. Bây giờ mình bay đi đâu ta? Bay nãy khắp, bay thang. Đó là bay đâu pa cả nè. À pa hả? Pa đi. À mấy sao bay thang núi hả? Bay thang núi chứ má. Bay thang núi. À thang núi có. Clua hả? Con clua chứ má. Mấy clua mấy clua. Clua mấy là. Tại thang núi mấy mấy ở lại khắp. Thang núi này nó có mấy pa tơ lết. À. Ta bay thang núi cái đó. Hay khó bay đuôi. Không không mấy. Ờ. Em bé rất muốn đi chung la lên cho mọi người. Yeah. Huy đang ở giữa biển luôn mọi người, bé này với Huy. Xong rồi cái thằng bé này nó muốn đi theo cho nên là ba người cái thuyền lung lay sợ quá, Huy không có dám qua bên kia. Ừ. Bọc qua có mì đẹp mà đuôi leo có mấy là mà đầu nắng. Tệ thằng ní có sủi mắt la léo ha. Đấy là sunset. À sunset. À tiếp tục ha. Sủi con dù ní thuốc ăn hả? Bấm thả video to hay. Hello. Thằng bé nó muốn đi theo đó, hai đứa đây nó chở Huy đi theo á mọi người. Dễ thương quá trời luôn, khung cảnh ở đây nè. Rất là chill. Con rú chặt cỏ trắng mấy. Cỏ trắng mấy có mượn ní không? Tè mấy nắng. Hả? Thi ní hả? Cha, thi ní sủi qua, nám sảy qua, tè cỏ trắng mấy có nghiếp mượn ní nè hả? Mấy. À. Có mấy lú có lên chiêu sợi à lại còn đây có lên mong view nè, thải video đây ba đứa giữa biển nè mọi người ơi, dễ thương không? Ồ đẹp quá ha, chiêu mất rồi. Đang ở giữa biển luôn á trời, shop mất rồi. Có shop mất thì ta bỏ qua đó, có shop mất thì ta phân mấy tăng nè. Đường hả? Đường bắc đường bia hả? Chả mau. Ồ, cua mau. Tao mau mấy chả khôn bên bà. Lớt hả? Mấy giặc khôn ươn mong. Anh nhỏ nó cười quá trời. Đi vào bờ thôi, sợ quá. Đi ba người, cái thuyền rung lay mọi người ơi. Bé đã nói là đi qua cái chỗ bên kia kìa. Bên bờ bên kia là cái khu bên đó là nám măng con. Sẵn măng con là cái nước nó hai màu á mọi người. Bài 2, bài 3 là nám lông. Cái nám nó cái nước nó sẽ xuống thì nó có sẽ hai màu, rất là đẹp không? Nhiều rất là nhiều cá. Đó, nhưng mà hơi sợ quá, đi ba người thằng nhỏ nó đòi theo nè. Nó cái thuyền nó lung lay lắm mà. Đi chả lâu dạng lên dạng lên. Yeah. Hello mọi người, Huy tưởng là sợ. Cái bé này rủ đi tiếp là do cái thằng bé nó xuống rồi mà. Con chó đi theo Huy với là bé đá mà con chó mắc cười lắm. Đi giữa biển rồi con chó nó sợ, nó bơi vô, con chó nó bơi giỏi. Đây, Huy đang ấy rồi, Huy dừng hả? Huy quay giữa biển cho mọi người xem nè, rất là cảm giác rất là chill luôn nè mọi người. Đó, bây giờ mình đi qua bên kia. Hồi nãy Huy mặc cái quần nó sexy quá, đi chung với bé đá Huy mắc cỡ. Vô Huy thay cái quần luôn. Đây, bây giờ là qua cái chỗ đấy là nám sọt gì xanh. Xanh măng con. Xanh măng con là cái nước nó hai màu mọi người. Đó, cái tè chuông lý là nước nám mánh chả luôn hả? Ngữ chả khinh thôi. Nám mánh chả cá, trái cá bơi luôn mọi người, cá đẹp lắm. Bây giờ mình đi qua bên khu bên kia nha, bằng cái thuyền nha, giữa lên đinh giữa biển nha mọi người. Hai người. Bạc rà pau. Hỏi men. Chà. Giặc khe này khi tóng lập thơ chắc sợ mô. Còn trong sông tháng này mặn ồ tè phô. Cụt rừng rau phóng thơ khuyến mà vốn nguyên. Người bay sâm sâm. Yên thay cắn có nhìn mây gai. Chân đi bút thay chắn mạc lời ạ. Dù chai hả? Thảo chai mây quá khuôn khi cụt hình bay. Giang tông mì lá chai. Brahman là... Hả? Nà thì ถึง ไหม ไม่น่าจะถึงอ่ะ ไม่น่าจะถึงมีคืนได้ อีกนิดนึงใกล้แล้ว แต่น้ำสวยนะ สวยมากเลยวันนี้ ว้าว สวยที่สุด ว้าว nhìn thấy san hô này mọi người ว้าว ปลาสาไทยอันนี้อะไรครับ ปะการัง ปะการัง ปะการังเหรอ ปะการัง
Ô san hô Thái Lan là bạc cà lăng nha. Gì nè. Ok. Sủi mắt lên. นู้นเป็นตรงนู้นเห็นไหมสวยที่เขาไปกันกลัวแล้วใช่ไหมสวยมากชัดมากเขาอันนี้เขาน่าจะวางอวนได้thì chở Huy về nè, đường ở trên đây là ngư dân ở không ạ? Đây. Ủa chị, sao mấy bạn cũng sao mà được? Sám thân luôn. Ba đồ quăng, đồ quăng. Đồ quăng. Em kiếm xin được mấy? Xin được. Xin chào Việt Nam. Xin chào Thái Lan. Sawadika. Nữ tài xế.